Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với channel của Phương Nga. Trước hết, Nga gửi cảm ơn tất cả các anh chị và chúc các anh chị một ngày mới tốt lành. Và hôm nay, sau khi những ngày mà Nga ở bên Mỹ, thật sự ra đúng là khoảng 2 tuần thì bắt đầu giống như là Nga mới quen được, thích hợp được múi giờ. Và hôm qua thì bản thân Nga đã giống như là ngủ được giống như giờ bên đây và thức dậy giống như giờ của tại bên Mỹ. Và khi mà như thế mình có được một cái giấc ngủ ngon thì mình cảm giác rất là khỏe khoắn trong cơ thể của mình và không cảm giác bị nhức đầu lân lân. Tại vì khi mà mới qua thì cái giai đoạn đầu á, cái giờ mà ở Việt Nam thì cảm giác buồn ngủ là buồn ngủ, nhưng mà nếu như không đi đâu chơi á thì tự động là giống như con mắt mình nó híp lại, nhưng mà nếu mà có được đi chơi á thì cái con mắt mình nó sáng ra và nó tỉnh được. Và có thể là nếu như là cái giai đoạn đầu mà Nga cố gắng Nga thức và Nga nếu mà đi chơi này kia thì có thể là Nga đã thích hợp với giờ tại bên Mỹ nó rất là sớm. Vì những đợt trước khi mà Nga qua thì giống như là các anh chị biết, cái giờ đi du lịch giống như là chạy show vậy, giống như mình đi các nước ở khu vực mà châu Á của mình về mà khác múi giờ thì khoa một cái người ta dẫn mình đi liên tục, do đó mình cảm giác không thấy buồn ngủ. Và khi mà mình buồn ngủ thì mình có thể mình uống cà phê hoặc là mình rửa mặt này kia rồi tiếp tục cái hành trình đi của mình. Và hôm nay là một cái ngày tương đối là nắng, nó không có nắng, nó có mây. Nhưng theo dự báo thời tiết thì cỡ trưa nay, chiều nay thì mưa sẽ diễn ra. Và sáng nay thì Nga đã có một cái plan, giống như hôm trước Nga nói với các anh chị và các bạn là hôm nay chính bản thân Nga sẽ đi đến một cái khu vực Apple Store. Như các anh chị và các bạn cũng đã có coi những cái video clip mà của Khoa Bớt đã giới thiệu về Apple Store tại Nhật. Thì những lần trước Nga có đi ở bên Nhật, nhưng mà mình thời đấy thì Apple thì Nga nghĩ khoảng gần 4 năm về trước thì Apple chỉ còn là mới cái dòng đầu tiên là cỡ iPhone 4 này thôi, chứ chưa đến đến dòng của 11. Và hôm bữa trước thì khi mà cái thị trường mà nó mới vừa ra tại thị trường ở bên Mỹ, cũng như là Apple tuyên bố là có ở thị trường của bên Singapore, thì tất cả các anh chị và các bạn khi mà xem những cái tin tức trên đài hay trên mạng hoặc những tin tức mà trên TV thì các anh chị sẽ thấy là người ta đổ xô nhau đi đến cái cửa hiệu của Apple để người ta mua và xếp hàng, nó rất đông, rất là thịnh hành. Nhưng giống như ở Việt Nam mình thì Nga đọc cũng được tin tức và ngay cả cầu của FPT người ta cũng đang quảng cáo rầm rộ là giống như đặt mua hàng trước này kia thì được bao nhiêu rồi giá cả. Và người ta sẽ ở Việt Nam mình thì cỡ đầu tháng 11 thì cái Apple mới chính thức bán ở các cửa hàng của các công ty gọi là điện thoại tại Việt Nam. Thì Nga thấy chưa hết mà mình search qua thì mình thấy là giống như cái người list danh sách mà những người mua đăng ký nó rất là đông. Và chính hôm nay chính bản thân Nga thì chị Nga cũng hứa là chở Nga hôm nay đi đến Apple Store. Vì lần trước khi cách đây một năm đúng Nga đi qua bên Mỹ, khi lúc đó là iPhone 10 mới vừa hot ở tại thị trường ở Mỹ, thì trong số người bạn Nga thì cũng có một số anh chị cũng có xài iPhone 10 thời đấy. Thì khi mà Nga coi á thì nó đẹp, đúng là nó đẹp, nó nhiều tính năng rất là hay. Và Nga cũng nói là đối với iPhone khi lúc đầu, đối với quan điểm của Nga, Nga không có chọn iPhone cái giai đoạn đầu. Tại vì giai đoạn đầu thì khi lúc trước là từ nhỏ mình xài đa số là hệ điều hành Android, và cái Android mà Nga thích nhất á, là của Sony. Và Nga đã dập hết một số tính năng, thật sự là đối với công nghệ thì rất là rộng, nhưng mình đã có dập một số tính năng. Và sau đó thì mình tiếp tục những cái gì của Sony, mình những gì cập nhật thì mình lấy những cái tính năng hay nhất của Sony mà mình làm. Và trong hệ điều hành Android, nhưng khi mà Nga nói chuyện với những anh chị của Nga, những người đã sử dụng bên iPhone, thì Nga cũng có một cái sự tò mò. Giống như Khoa Bất Giờ, cái đợt những video clip trước khi mà đến Nhật thì anh ta có một cái video clip về Samsung. Anh ta coi những cái Samsung mà đời mới nhất như thế nào, ra làm sao. Và tất nhiên Nga biết rằng đối với Khoa Bất thì đối với anh chàng này, anh chàng ta là dân công nghệ thông tin mà, thì anh ta rất là rành về cái này. Và khi mà cái clip mà ở mua iPhone ở Nhật á, các anh chị thấy là iPhone mà đối với dòng anh ta mua là dạng Pro thì cái tương đương với một cây vàng ở Việt Nam mình, một cái iPhone đó.
có nghĩa là một cây vàng có thể mua chưa tới, có nghĩa là mua hơn, có nghĩa khi mà anh chị lấy một cây vàng, anh chị mua cái iPhone đó, thì anh chị còn dư. Tại vì giá vàng như trước khi Nga đi đến Mỹ cỡ tuần trước thì Nga coi là cái giá dao động là cỡ 42 triệu. Còn bây giờ thì không biết tăng giảm như thế nào, thôi mình cho nó là tương đương một cái iPhone, tương đương với mình cầm một cây vàng. Nhưng đối với chúng ta khi chúng ta ở nước ngoài, Nga nói thật sự ra là cái tình trạng giống như là giống như điện thoại người ta xài giùm á, thì của mình mà người ta xài giùm á, thì tình trạng đó nó cũng có diễn ra, nhưng mà tình trạng đó ít không nhiều như ở Việt Nam. Và khi chúng ta ở Việt Nam, khi mà chúng ta sử dụng cái đó, cái iPhone 11, thì chúng ta nên cẩn thận. Và đối với Việt Nam thì khi mà mình sử dụng, mình không phải giống như trong video mà các anh chị thấy là Khoa nghênh bỏ cái điện thoại ở trong túi mà đi ngoài đường, thì cái điều đó là đối với ở nước ngoài, ví dụ ở Nhật hay là ở Hàn, hay là các anh chị đi ở Mỹ một số tiểu bang, thì các anh chị thoải mái, không có gì phải sợ hết. Nhưng các anh chị đi qua những cái nước, ví dụ như các anh chị đi qua được cái nước giống như thí dụ như những cái nước mà nghe bạn bè này kia nói là có thể các anh chị đi du lịch qua Pháp, mà các anh chị để như thế ở một số vùng á, mà các anh chị để như thế, hay là Việt Nam các anh chị để như thế, thì người ta sẽ sử dụng giùm mình đấy. Do đó mình cũng cẩn thận. Và khi mà nghe trở lại là khi mà cái iPhone 10 mà bạn Nga mua năm ngoái á, thì Nga mới cầm và Nga thấy cái tính năng nó rất là hay. Và thật sự ra là đối với Nga thì Nga thấy là nếu như mình mua một cái gì đó mà mình sử dụng không hết tính năng của nó thì nó sẽ trở thành cái tiêu sản của Nga. Và năm ngoái thật sự đối với mình cũng rất thích cái iPhone 10, nhưng mình sẽ không chọn. Tại vì sao? Cái tiền mua iPhone 10, thí dụ như năm ngoái iPhone 10 là mua là 1,000+ đô ha, thì Nga chỉ mua đến dòng của iPhone 7 thôi. Tại vì Nga nói là tôi không biết tính năng, trong thanh tâm mình nghĩ là mình chưa biết hết tính năng của cái iPhone, nên mình tạm thời mình chưa có mua maximum, mình chỉ mua cả 7 và mình phải dọc hết các tính năng. Thì nếu như các anh chị những anh chị mà thấy giống như Khoa mua thì Nga tin rằng Khoa cũng sẽ sử dụng hết các tính năng trong đó. Và khi mà Nga mua về thì Nga mới thấy là trong cái iPhone nó có nhiều cái tính năng không chứ Nga nói rồi rất là hay. Và muốn rõ hơn thì các anh chị cứ việc lên mạng đinh Google, các anh chị search và các anh chị vô trang web chính thống của iPhone á, Apple á, thì các anh chị sẽ coi kỹ người ta sử dụng rất nhiều. Ví dụ như Nga nhớ là trong cái trang web đó thì khi mà vô phía trong á thì người ta mới diễn tả rất là kỹ. Ví dụ như đó các anh chị làm business thì các anh chị sẽ lưu các dữ liệu trong business như thế nào và ra làm sao. Đối với những bạn mà học sinh, sinh viên thì mình có thể sử dụng iPhone hoặc sử dụng thêm cái tablet, gọi là iPad á, để mà trong việc học. Thì thật sự ra là nếu mà thấy thật sự là tất cả các dữ liệu sách bây giờ người ta đã chuyển qua một cái dạng, đó là dạng trên file PDF hoặc là những cái gì tùy theo từng trường hoặc là từng cuốn sách người ta làm, thì người ta làm đưa cái dạng PDF vô và người ta lấy, và mình đưa cái iPhone, cái dữ liệu trong sách đưa vô iPad và sau đó mình dùng trên đó và mình học. Thì đi khi đi học thì cái đứa bé hoặc cái người học sinh, sinh viên đó cầm rất đơn giản. Giống như lúc trước thì khi mà Nga chưa có biết về công nghệ sử dụng những cái tính năng đó, thì khi Nga trước kia đang đi dạy thì Nga cầm một đống luôn. Nhưng khi sau này khi mà Nga mới thấy là ủa tại sao mình cầm rất nhiều, mình có điện thoại làm gì, tự nhiên mua cái smartphone, thời Nga sử dụng cái Sony mà mình sử dụng smartphone mà toàn là nghe gọi thì mình thấy nó kỳ, thì mình mới sợ, mình mới thấy Nga mới đổ hết tất cả cái dữ liệu của trong cái chương trình, ví dụ Nga dạy cái chương trình Let's Go hồi xưa đi, Nga đổ hết tất cả các dữ liệu về CD vô cái điện thoại của Nga. Và khi đến dạy thì không cần phải dùng cái gọi là cái cassette như hồi xưa hay là cái CD player như hồi xưa, mà mình chỉ cần cái speaker của trường, rồi sau đó Nga mới dùng một sợi dây Nga cắm, Nga connect vô và mình phát. Thế là mình sẽ tất cả mọi sách vở, mọi đĩa, mình không phải cầm từng đĩa mà mình nằm trong cái phone của mình. Rồi khi mà những dữ liệu mà để dạy thì Nga đưa những cái dữ liệu đó, ví dụ Nga đưa những cái giáo án hay là những cái bài dạy của Nga nằm trong phone. Thí dụ như khi mà trong quá trình các chị dạy mà có người đến kiểm tra thì cũng có cái để mà mình show cho người ta cần, ok tôi in ra cho anh. Và chỉnh sửa thì trong đó nó cho mình có quyền chỉnh sửa, các anh chị có thể note độ khi ở trong đó được luôn, thì nó rất là tiện lợi. Rồi sau đó thì Nga mới thấy một cái nữa, Nga thấy đi một đợt mà Nga đi tập huấn thì mình mới thấy ủa cái phone thì nó bé, bắt đầu mình thấy có một số người ta dùng iPad hoặc là cái Samsung Tab hoặc cái nó tóm lại là máy tính bảng á, người ta đưa dữ liệu đó vô.
Thí dụ như các anh chị sau một cái show kẹt những cái hình ảnh, các anh chị cứ đưa lên hình ảnh trên đó mà quẹt mình chơi game rồi kia, khỏi phải cần cầm nhiều. Và giá để mà đưa vô cái đó thì nó lại rẻ. Và thí dụ như ở trường người ta scan hết tất cả cái đó vô và người ta đóng thành một file PDF và cứ vậy mà sử dụng, thì cái điều đó là rất là tiện, không phải sách cồng kềnh. Và việc giảng dạy đối với những cái giảng viên hoặc là sinh viên hoặc là người đi làm nó cũng dễ dàng đó với trong việc học. Còn trong việc làm, trong business thì nó giống như một cái văn phòng của mình. Tại vì cái smartphone, theo nghe nghĩ các anh chị nghe cái nổi cái tên nó thôi rồi, cái smartphone thì phải sử dụng hết tính năng của smartphone. Chứ đã bỏ rất nhiều tiền mà để vô một cái smartphone mà chỉ có nghe gọi và chụp hình hoặc là quay phim không thì rất là phí tiền. Và nếu như thế thì nó sẽ giống như trở thành một cái tiêu sản của mình. Tại vì ví dụ như tài sản hay tiêu sản đó tùy tự các anh chị. Ví dụ như để mà mua cái phone thì bạn phải dùng hết tính năng, thì nó sẽ tạo cho mình dòng tiền, tạo cho mình tiền. Thì cái điều đó rất là tốt. Có nghĩa là các anh chị dùng cái phone để các anh chị có thể làm ăn, các anh chị có thể đi làm, các anh chị có thể connect mọi thứ và nó đẻ ra tiền cho mình, thì cái đó nó sẽ là tài sản của mình. Nhưng khi các anh chị mua cái phone, thí dụ như có tiền mình mua một nguyên gói luôn, mình không làm gì nhưng mà mỗi tháng mình chỉ phải đóng tiền mạng, tiền điện kia, thì có thể nó một phần nó sẽ trở thành cái tiêu sản của mình. Hoặc là nếu như mình chạy theo thời gian mà mình mua cái phone mà mình không sử dụng tính năng, ví dụ như đối với Việt Nam cũng có chương trình trả góp giống như ở Mỹ, và mỗi tháng mình trả mà mình không đẻ ra gì hết thì nó trở thành một trong cái tiêu sản của mình. Còn nếu mà định nghĩa rõ hơn thì các anh chị và các bạn có thể lên trên mạng coi kỹ về thế nào là tài sản và tiêu sản. Và hôm nay thì giống như Khoa thì Khoa sẽ record những hình ảnh mua iPhone ở bên Nhật. Và một cái iPhone trị giá với một lượng vàng. Thì bây giờ mình lát hồi mình sẽ có một cái chuyến đi đến một cái khu vực của Apple Store trong một cái tiểu bang mà mình đang ở. Thì từ nhà mình đến đó tầm khoảng chừng cỡ một tiếng, gần một tiếng đồng hồ. Và đó là một cái store nằm trong một cái khu mà gọi là nó là giống như department store, một cái lốc, một cái chuỗi. Thì trong đó thì mình sẽ có những cái hình ảnh về những cái nơi mà diễn ra bán iPhone. Không biết là đến thời điểm này có rầm rộ hay không, nhưng khi vào cái thời điểm mà đắt năm ngoái cả đời qua cũng không còn khoảng thời gian này là iPhone 10 đã bán rồi, thì nó đã qua thời gian đó. Nhưng mà khi đến cái chỗ Apple Store đó nó vẫn đông và người ta diễn ra vô rất là đông, đặc biệt là cuối tuần thì các anh chị sẽ thấy cái nhịp độ và cái nhịp độ họ đi rất là nhiều. Và Nga cũng xin kể một sơ qua một cái là ở bên Mỹ nó có một cái chính sách như thế này, giống như ở Việt Nam mình á, khi các anh chị muốn mua một cái iPhone mới, các anh chị bán cái iPhone cũ, thì ở Việt Nam mình đem lại chỗ đó, nó thâu lại cho mình. Và khi họ thâu xong, họ sẽ kiểm tra pin này kia, họ tân trang, sau đó họ bán lại cho những người muốn sử dụng cái đã rẻ hơn, là có nghĩa cái đã sử dụng rồi, thì giá tiền rẻ hơn, thì Apple họ cũng thâu lại. Nhưng cái tiền mà Apple thâu lại sau một cái phone ở Apple á, nếu mà so với Việt Nam, thì thật sự là nó rẻ hơn rất nhiều. Nhưng ví dụ như đối với cái iPhone Nga đang sử dụng là iPhone 7 đi, 128GB, thì hôm qua Nga coi thì Apple họ thâu lại tầm khoảng có $150. Nhưng nếu mà Nga đem cái iPhone này của Nga nó mới sử dụng khoảng chừng 1 năm mà Nga đem về Việt Nam, có thể là mình sẽ bán cái giá thâu ra cao hơn rồi sau đó mình đổi thì cũng được. Nhưng mình thì không chạy theo công nghệ nhiều nên mình sẽ không có phí phạm trong đó. Còn có một số trường hợp những cái chương trình mà promotion của Apple, họ sẽ có những cái chương trình chạy, ví dụ như họ sẽ thu lại những iPhone cũ này giống như Nga nói á, và có thể có thâu cao hơn, hoặc iPad hoặc laptop hoặc những phone cũ, và họ có một số cái tính năng giống như họ cho đổi luôn cả những cái phone mà của cái dòng khác nữa. Nhưng về giá thì Nga không biết như thế nào ra làm sao, có thể là 50 đồng, 100 đồng, 250 đồng, tùy những dòng. Và họ muốn bảo vệ môi trường, có nghĩa họ lấy về và họ sẽ mở cái máy mình ra, họ lấy từ từ rồi họ phân hủy, họ có một cái hệ thống và họ ghi trong cái tiêu đề là dùng để bảo vệ môi trường. Thì để lát hồi tí xíu nữa Nga sẽ có chuyến đi đến nơi mà Nga mua phone và Nga sẽ cho các anh chị show những hình ảnh cho anh chị xem tại đấy nha. Và Nga cảm ơn tất cả các anh chị. À, khi mua phone tất nhiên mình sẽ chuẩn bị tiền để mà mua. Và khi đi du lịch qua Mỹ, thật sự mà Nga nói mà để an toàn nhất á, nếu như những anh chị nào sử dụng kẹt Visa hoặc Master hoặc American Express hoặc là tất cả các loại kẹt mà dùng để trả trước credit á, hay là debit là tùy các anh chị. Nhưng mình thấy là cầm kẹt thì nó sẽ khỏe hơn so với cầm tiền mặt. Tại cầm tiền mặt trong người số lượng nhiều,
thì nó cũng không có an toàn cho mình. Nhưng mà được một cái là nếu như mình cầm tiền, tại vì mình mỗi một người Việt Nam của chúng ta khi qua Mỹ thì chúng ta được mang 5 ngàn, thì các anh chị sẽ mua ở ngân hàng 5 ngàn đô với giá gọi là giá đúng của ngân hàng. Nhưng các anh chị xài kẹt thì tất nhiên nó sẽ có những cái cước phí trên lệch bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu chấm gì đó tùy từng ngân hàng. Đó là tùy từng mình. Nhưng mà nếu mà nghe thấy nếu như những anh chị nào mà gọi là có tiền thì đa số là dùng thẻ không là cho an toàn nhất. Thì tiền mặt mình sẽ chỉ dùng một ít thôi. Đó là một số điều mà Nga thấy và Nga muốn chia sẻ thôi. Bây giờ đến giờ mà Nga chuẩn bị Nga đi. Và Nga cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi cái đoạn clip này của Nga. Và Nga chúc các anh chị một ngày mới tốt lành. Xin chào tất cả các anh chị nha.